ngày dưới nắng trời Đà Lạt bản lãng đầy thơ mộng. Thì khi đêm xuống dưới ánh đèn phố thị, Đà Lạt lung linh và huyền ảo. Giữa cái lành lạnh của cõi mơ, Đà Lạt hôm nay mang trong lòng một trái tim đầy sôi nổi, nhiệt huyết, với tinh thần tận hưởng ngay thì hiện tại, đáng yêu, đáng nhớ và đáng trân trọng. Một Đà Lạt lung linh màu đêm. Nếu bạn đã yêu một Đà Lạt xanh thẳm mùa sương vào ban ngày, thì Đà Lạt về đêm lại đem đến những cảm xúc thật đặc biệt. Vào top những thành phố có cuộc sống về đêm sôi nổi và đặc sắc tại Việt Nam, Đà Lạt đã và đang kể những câu chuyện riêng biệt và sinh động khi đêm xuống. Nếu phải kể ra một đại diện đặc sắc cho du lịch về đêm tại Việt Nam, thì một trong những cái tên đầu tiên phải nhắc đến là Đà Lạt. Khi màn đêm buông xuống ở phố núi, người người sau khi sửa soạn tươm tất lại cùng nhau ra đường bộ hành, hòa vào dòng người và nhịp sống sôi động nơi trái tim của thành phố. Một không khí sôi nổi, nhộn nhịp hơn cả ban ngày diễn ra ở quảng trường hai bên Hồ Xuân Hương và tại chợ Đà Lạt. Đêm Đà Lạt đem đến một không khí lễ hội nhỏ nhắn nhưng tươi vui với sự hòa ái, thân thiện của người dân bản xứ và du khách muôn nơi. Đêm người ta sẽ trú ngụ trong những căn nhà ấm áp để tránh cái lạnh tê tái, nhưng ở Đà Lạt lại là một phong cách sống hoàn toàn khác. Họp chợ đến khuya, sự ấm áp sôi nổi trong tâm hồn đã đẩy mọi người ra đường để có thể tận hưởng một Đà Lạt by night thật tê tái và cũng thật ấm nóng. Ngẫu nhiên mà giới trẻ khắp nơi yêu thích Đà Lạt bởi một nhịp sống về đêm tại Đà Lạt mang đến cho họ rất nhiều cảm xúc độc đáo, mới mẻ. Giữa cái nhuốm lạnh se se, những hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời vào ban đêm dường như lại mang đến cảm giác ấm áp, khoan khoái và cực kỳ thú vị. Những năm gần đây, đêm Đà Lạt trở thành không gian và thời gian lý tưởng và là xu hướng mới để tổ chức những chương trình biểu diễn âm nhạc ngoài trời cực kỳ thu hút khán giả. Và đêm Đà Lạt vô tình lại trở nên thú vị hơn bởi sản phẩm du lịch mới mẻ và hấp dẫn, đầy tính nghệ thuật, chất nghệ sĩ và thăng hoa cảm xúc, phù hợp với cốt cách của thành phố mộng mơ này. Phố xá, những dốc lên dốc xuống, những quảng trường thanh thang, người dân địa phương, những ánh mắt nụ cười, bàn tay nắm chặt. Từng chi tiết thú vị đã tạo nên một bức tranh cuộc sống Đà Lạt về đêm thật lung linh. Và nếu đã được một lần sống trong đêm Đà Lạt, chắc hẳn bạn sẽ khó lòng quên được.